Xin chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người cách vệ sinh cối xay của máy pha cà phê Winsee M60. Để vệ sinh cối xay, trước tiên chúng ta sẽ xay hết phần cà phê còn thừa ở trong cối. Tiếp theo, chúng ta sẽ tháo hộp đựng cà phê và chúng ta sẽ xoay theo chiều ngược kim đồng hồ để tháo cối ra. Chúng ta sẽ vặn cái cối ở bên trong ra và chúng ta sẽ xoay theo chiều ngược kim đồng hồ và nhấc cối ra. Sau khi đã tháo cối ra, chúng ta sẽ dùng chổi vệ sinh và chúng ta sẽ vệ sinh phần bên trong cối. Chúng ta sẽ lấy dụng cụ vệ sinh khô, chúng ta sẽ vệ sinh phần ở bên trong cối. Sau khi đã vệ sinh xong rồi, chúng ta sẽ tiến hành lắp cối lại. Vậy là em đã hướng dẫn mọi người cách vệ sinh cối xay của máy pha cà phê Winsee M60. Nếu mọi người có câu hỏi hay thắc mắc gì, hãy để lại comment ở phía bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.